rất là vui cũng như vinh dự được quản gia Vũ Hớn lại mời anh một ly gì đây. Anh có cảm nhận gì về cái ly nước này ạ? Ngay trước mắt Hồng Sơn đây thì là một cái trái bóng trên một cái sân cỏ màu xanh mướt rất là đẹp, và cái cờ đỏ sao vàng biểu trưng cho đội tuyển bóng đá Việt Nam. Đầu tiên nhìn thấy đã gợi nhớ lại những cái thời kỳ mà Hồng Sơn còn đang thi đấu. Em xin phép em gửi anh ly đồ uống thứ hai thì nó có tên gọi là Summer Hot. Summer Hot. Mùa hè nóng bỏng. Thì thành phần nó có dứa, đào để tạo hương vị trái cây hoa quả chín rất là hấp dẫn ạ. Thêm một chút ít siro hoa cơm trái để tạo lên vẻ đẹp của các cầu thủ ạ. Rất cảm ơn Xuân Thanh đã có những cái nghiên cứu. Thật ra là anh muốn đặt cái tên là Summer Hot để cho thấy là mùa hè thì nóng bỏng, và anh Sơn trên sân cỏ thì rất là nóng bỏng. Dạ, cũng rất là quyến rũ với những đôi chân điệu nghệ. Mời đi ạ. Vâng. Dạ thôi anh mời đi, có một ly thôi anh. Trong khi anh thử thì em cũng xin tâm sự mỏng với cả anh Khang, đấy là đây là cũng là một trong những thần tượng của em. Thần tượng của em. Em cũng chơi đá bóng. Em cũng rất thích đá bóng và em đá tiền đạo anh ạ. Sở trường của em là tốc độ ạ. Không, nhưng mà em phải nói thật với cả anh là quãng thời gian đó thì nó có một cái bài hát như thế này em hát thì chắc chắn là anh Hồng Sơn sẽ nhớ, đấy là bạn sẽ khát khao hơn khi hiến dâng sức mạnh, nhẹ nhàng lướt đôi chân bạn mang về chiến công. Bạn sẽ khát khao hơn khi cháy lên khát vọng, niềm vui thắm trên môi người sang tổ quốc ơi. Tối cuối tuần nào cũng phải bật TV xem anh phô diễn kỹ thuật, xem một cầu thủ Việt Nam, một thần tượng Việt Nam mà thi đấu với tất cả các cầu thủ thế giới thì chào ơi, nó tuyệt vời. Và em nhớ rằng là năm đó anh được hình như là giải nhì. Giải nhì Trung Quốc. Giải nhì thì nó là một điều quá tuyệt vời. Hớn, hình như là nãy em ra em có mang cho cái gì này, nhắc về kỷ niệm với Hồng Sơn đúng không? Anh em để phía bên kia này đúng không? Đây ạ. Cái đấy thì nó hơi cồng kềnh. Cái đồ nạn. Không ai muốn cái vật dụng thân thương này luôn luôn đi theo bất cứ người nào. Thế thì trong số cái sự nghiệp đá bóng của anh á, thì cái chấn thương nào là nặng nhất mà nó gây ảnh hưởng khá là nghiêm trọng đến sức khỏe của anh? Cái chấn thương mà anh cảm nhận đến bây giờ, nó đeo đến bây giờ, thì đó chính là vết chấn thương mũi. Khi đội thể công thi đấu năm 1999 gặp Bình Định, và cái vật dụng mà anh đến bây giờ thì đó chính là lọ thuốc nhỏ mũi. Theo như lời bác sĩ nói thì các cái mạch, cái vết ngăn ở trong này nó lệch vết ngăn, và cái mạch ở trong này nó phình ra thì nó bịt kín cái lỗ mũi này, không thở được. Trong lúc thi đấu cũng vậy, tức là cứ trước trận đấu phải nhỏ ngay thì để cho thông. Em cũng rất là ấn tượng với lại cái hành trình của anh sau khi không còn thi đấu như là một cầu thủ chuyên nghiệp, thì vẫn dốc sức dốc tâm của mình để mà đào tạo những cái thế hệ trẻ tiếp theo. Thế thì hôm nay tụi em có một cái món quà muốn dành tặng anh. Xin mời quà. Em cứ nhắm mắt đi. Và bây giờ cho đến 1, 2, 3 thì anh Sơn sẽ mở mắt quay lại nha. Anh quay về bên phải nha. 1, 2, 3 mời anh nhận quà. Học trò. Cảm ơn Hoàng Đức. Mời bạn ngồi ạ. Đây. Cho thầy ôm. Đức ngồi đây. Mấy đứa ngồi, năm bạn ấy bao nhiêu tuổi là đã theo tầm sư học đạo rồi? Mình nhớ không nhầm thì Hoàng Đức cũng đã tầm sư học đạo vào những thời điểm khoảng 12 nhỉ? Vâng. Bất ngờ. Cảm ơn Đức đã nhận lời có mặt trong chương trình khách sạn 5 sao. Bất ngờ quá. Thật ra là để xin Đức có mặt ở đây cũng xin được cảm ơn các ban quản trị câu lạc bộ đã cho phép để bạn có mặt ở đây. Anh thấy em có cầm một cái món quà. Em gửi tặng trước, thầy đúng trước không? Trước khi đến đây thì em đã chuẩn bị một món quà để dành tặng cho thầy. Rồi. Hay quá. Em nghĩ đây thì chắc là một món quà nó không phải giá trị cao, nhưng mà em nghĩ là chắc là cái tấm lòng của em đặt hết ở đây. Cảm ơn Hồng Đức. Vâng, cũng rất là đẹp, trời nắng thì là người huấn luyện viên là có thể sẽ được sử dụng, và đương nhiên cái vật dụng thân thuộc để này thì để tập luyện, và chiếc còi này là cái vật dụng mà cũng phải mấy chục năm khi bắt đầu làm nghề huấn luyện viên là Hồng Sơn đã phải làm quen với chiếc còi này rồi. Rất là vừa nhé. Hoàng Đức có tìm hiểu cái mệnh của thầy không? Sao lại chọn cái màu trắng rất là hợp. Tôi như tìm hiểu hết rồi. Cảm ơn Đức. Đức này, thế thì cái kỷ niệm của em với thầy Sơn là gì?
cuối năm 2012 ấy, em vẫn nhớ là cái thời điểm đấy là bác em có tình cờ gặp nhau thì cũng đã giới thiệu với thầy, cũng có thằng cháu biết đá bóng nên là đã thầy cũng đã bảo là thôi thì cứ đưa nó lên. Em cũng lúc ấy rất là hồi hộp và em không thể biết được thầy Hồng Sơn là ai cả, nên là có gọi điện cho thầy Hồng Sơn và nói chuyện, và sau đó lúc đó bọn em mới tìm hiểu và biết được thầy Hồng Sơn. Vâng. Nó thầy nó tốt lắm. Và cái chân trái nó rất là khéo. Bất cứ người huấn luyện viên nào ấy, đào tạo trẻ nào ấy, thì là khi mà nhắc đến một cầu thủ mà họ có một cái chân trái thì là ai cũng mê. Và cuối cùng thì khi mà Hoàng Đức lên trên Viettel tuyển thì phải nói rằng cái chân trái của bạn ấy là đúng, đã phát huy tác dụng. Đã phát huy tác dụng. Và Hoàng Đức với các cái thế hệ của Hoàng Đức cũng như là Quang Hải và một số bạn là cũng đã làm dạng danh cho bóng đá tuyển Việt Nam chúng ta. Ngoài cái khả năng thể hiện tốt cái cá nhân, tốt cái vị trí của mình rồi, thì bên cạnh đó làm sao đó là thúc đẩy những cái partner, những thành viên khác, những cái vệ tinh khác xung quanh mình họ cũng cùng tốt lên. Thì những cái con người như vậy, những cái cầu thủ như vậy là cực kỳ hiếm. Trước khi trả Hoàng Đức về với câu lạc bộ của mình thì thể theo yêu cầu của các fan hâm mộ bóng đá thì chúng tôi có một cái thử thách truyền bóng cho nhau bằng cách là dùng đầu để mà tân bóng. Và trong lúc mà tân bóng thì Nguyên Khang sẽ đọc 10 câu hỏi. Người nào mà đưa ra câu trả lời nhiều nhất là người nhận được phần quà của chương trình. Câu hỏi: môn thể thao đầu tiên của loài người là gì? Bóng đá. Sai. Bóng bàn. Sai. Đá cầu. Thế vận hội Olympic cổ đại được tổ chức ở đâu? Anh. Sai. Hy Lạp. Đức. Hy Lạp chính xác, một điểm. Michael Jordan đã dành phần lớn sự nghiệp thi đấu cho đội bóng nào? Bóng rổ Texas. Red Bull. Chicago Bulls. Đó là bán chưa chính xác. Đội Futsal, bóng đá trong nhà có bao nhiêu cầu thủ? Hết. 5. 5 chính xác, một đều. Ai là tay vợt giỏi nhất mọi thời đại? Chính xác, 2-1. Thế vận hội năm 1940 được tổ chức ở nước nào? Năm 1940. Peru. Chưa chính xác, không được tổ chức. Thưa quý vị, ai là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử đội tuyển bóng đá Việt Nam? Hết. Công Vinh. Chính xác, 2-2. Giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam 2024-2025 có bao nhiêu đội tranh tài? 14. Chính xác, 3-2. Quả bóng vàng châu Âu 2023 thuộc về CR7, đúng hay sai? Sai. Sai. Là ai à? Messi. Chính xác, 3-3. Vâng, cái tên Messi Việt Nam, súp lơ, mì tôm là biệt danh của cầu thủ bóng đá Việt Nam nào? Messi Thành Lương. Chưa chính xác. Đức Trình. Chưa chính xác. Không cửa. Chính xác, 4-3 hết ạ. Như thế này à? À, thưa quý vị, với phần thể hiện vừa rồi thì thật may mắn ở câu cuối cùng thì Hoàng Đức đã vươn lên giành được chiến thắng với tỷ số 4-3. Xin chúc mừng Hoàng Đức ạ. Phần thưởng cho sự nỗ lực của cả hai thì chúng tôi có một cái món quà nhỏ nhỏ. Và bây giờ sẽ là món quà từ bếp của khách sạn Năm Sao Anh Nguyên. Bốn quả bóng vàng được cách điều thành bốn cái món ăn. Quá tuyệt vời, quá ý nghĩa như Khang ạ. Quá tuyệt vời luôn. Đây cũng là một cái mục tiêu, một cái ý nghĩa mà nếu như Hồng Sơn còn thi đấu là Hồng Sơn phải làm sao giành hai cái trái còn lại. Anh bây giờ là hai rồi, Hoàng Đức cũng là bốn quả rồi. Rồi xin mời hai đứa cháu có thể thử cái món bánh này ạ. Vâng. Đây là món bánh gà của Tây Ban Nha. Giống như bánh rán. Giống như bánh rán. Và trong có cái nhân, có một chút như là thịt bằm ha. Dạ vâng ạ. Thịt bằm, thịt gà và nấm. Cái món bánh gà này sẽ kết hợp cùng với cả một loại sốt nó gọi là rangnyasin, một loại sốt của Pháp. Anh rất là khoái những cái đồ tây. Dạ. Rất hay. Em thấy sao? Mình có phải ăn theo chế độ không? Dạ cũng có. Dạ. Không sao đâu, hôm nay chắc cũng không đến nỗi quá mập đâu. Nên là em cứ thoải mái. Hy vọng là trong tương lai với thế hệ cầu thủ trẻ như Hoàng Đức, các bạn sẽ cố gắng hơn nữa để không chỉ mang những quả bóng vàng về cho cá nhân mà còn mang cúp vàng về cho đội tuyển bóng đá Việt Nam. Một lần nữa xin được cảm ơn Hoàng Đức đã đến với chương trình.